Dạ, Thùy Dương ở Na Uy xin chào quý vị. Quý vị thấy Thùy Dương giống con gì không quý vị? Dạ, bên Na Uy bây giờ đó quý vị. Quý vị đừng có nhìn đằng sau cái màn hình của Thùy Dương nha quý vị. À, quý vị nghe Dương nói nè. Ở bên Na Uy bây giờ âm tới 10 độ lận quý vị. Nói, chứ phải nhìn cái thanh tấm bình đằng sau, trời ơi. Sao đất nó khô cằn nó vậy mà con Thùy Dương nó mặc cái áo gì mà nó kín mít hết trơn, lông lá tùm lum vậy, lông quá trời phải không quý vị? Anh chị biết, cô chú anh chị biết rằng Thùy Dương sợ lạnh không? Thùy Dương sợ lạnh quý vị đó. Mà năm nay thì Dương có cái áo khoác mới này, Dương nghĩ rằng chắc đến không đến nỗi nào đâu quý vị ha, nó sẽ bảo vệ Dương không có bệnh để mà Dương có thể Dương làm chương trình nói chuyện với quý vị. Dạ nó à. Trời ơi, cái cô gái ngày nào là cô gái Việt Nam mà bây giờ cô đã trở thành cô gái Bắc Âu mất rồi, không còn nét nào ra Việt Nam nữa, hết Việt Nam rồi. Ôi rồi ôi nè quý vị, nhìn nhìn Thùy Dương nè quý vị. Cởi ra cái con nó cho đẹp gái cái coi. Dạ khổ ghê luôn quý vị ơi. Bây giờ cởi ra quý vị, chứ không cởi ra nóng chịu sao nổi anh chị, nóng lắm anh chị ơi, phải cởi ra. Nhưng mà nó cởi ra ấy thì nó sẽ bị rửa cái áo ở trong, không có ok lắm, cho nên cái áo hơi thôi để nó rửa ở trong, nó rửa nó còn thành màu vàng. Ok quý vị ha, mặc một vài lần thôi, lần sau không mặc nữa, mặc nữa người ta nói mình khùng nó. Chứ ở đằng sau lưng của Dương là một cái máy sưởi quý vị, một cái máy sưởi không, nó làm nóng, ngồi về cho nó ấm ấm chứ lát ngồi ra đường là nó lạnh lắm anh chị. Thấy ngoài trời nắng như vậy mà ra đường lạnh lắm, mặc đồ không cái cẩn thận là lạnh không. Nhưng mà cái đề tài của Thùy Dương nói ngày hôm nay là cái gì quý vị? Dương làm gì trời? Dạ, cái đề tài Dương nói ngày hôm nay Dương hỏi là tại sao mà ở Việt Nam đảng lãnh đạo nó tài tình như vậy không. Hồ Chí Minh học tập, Hồ Chí Minh có 29 thứ ngôn ngữ, Hồ Chí Minh giỏi như vậy, một cái người tài ba, một thanh niên yêu nước đó. Rồi khi còn trẻ đã gì lên bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước, rồi đi sang Pháp làm bồi bàn để làm người rửa chén, rồi đó, đi học, đi du học, đi ra nước ngoài học hỏi để mà mang những cái thay cái đẹp về Việt Nam vậy đó. Mà tại sao những người mà học cái tư tưởng Hồ Chí Minh bây giờ thì lại xuất hiện rất là nhiều bằng giả? Ngày hôm nay anh chị mình lên trên Google anh chị gõ thử đi, bằng giả nó nhan nhản luôn quý vị. Nghe thấy bằng giả là chán. Bây giờ công an cũng mua bằng giả được, cái anh mà gọi là tài xế xe cũng có thể mua bằng giả được. Nói nhiều khi nó oan, nói vậy cái nhiều người anh tài xế anh có bằng lái thì cái mắt cô Thùy Dương này có quơ đũa cả nắm là tôi thấy là tôi không có ưa cô rồi đó nha. Tôi thấy cô nói này là tôi không có thích cô rồi đó nha. Đừng có quơ đũa cả nắm chứ tôi đâu có mua bằng giả. Em chỉ nói cái những cái trường hợp trong cái xã hội đó chứ em đâu có nói tất cả mọi người mua bằng đâu quý vị. Đừng có nhột, nhột không có đúng nơi đúng chỗ phải không. Chừng nào mà Dung chỉ đúng anh chị, Dung kêu tên anh chị ra rồi anh chị mới nhột, chứ đằng này Dung đâu có kêu tên anh chị ra đâu. Thì anh chị đừng có nhột rồi cái anh chị giận Dung. Dạ, rồi cái gì nữa, thầy cô giáo thì Dung cũng không biết rằng có mua bằng giả hay không. Có luôn, giảng viên đại học mua bằng giả, thạc sĩ gì đó, giáo sư có bằng giả, trường đại học Đông Đô đó quý vị, chánh thanh tra có bằng giả, sử dụng bằng giả nó, rồi công an xã sử dụng bằng giả quá trời, rồi một số vị đại biểu quốc hội cũng có bằng giả nữa quý vị. Họ đi vô để trở thành đại biểu quốc hội hay là trở thành đảng viên á, bắt đầu là mua bằng, chạy bằng cho có bằng. Rốt cuộc thì sao quý vị, trình độ học vấn sự thật không có. Mãi giờ anh chị nói gì à, có một số cái người lãnh đạo Việt Nam họ nói gì anh chị, ai đó ông nào cũng nói à, nếu mà học sinh á, mà học sinh mà đạt cái loại loại giỏi loại khá thì đạo đức tốt, còn cái học sinh nào mà trung bình yếu á, thì đạo đức kém gì đó anh chị nghe không. Mà bây giờ ở Việt Nam mua bằng đùng đùng vậy, dựa vào cái cơ sở nào để xét về cái đạo đức của người ta? Ui chù cha, bây giờ mua bỏ tiền ra ít thì có cái bằng khá khá, bỏ tiền ra nhiều thì mua được cái bằng giỏi giỏi. Bây giờ bỏ tiền nhiều cái mua cái bằng xếp loại giỏi, cái là đạo đức tốt đó hen. Đạo đức tốt mà lại đi mua bằng giả, không học bằng cái chính cái năng lực của mình, cái thực lực của mình. Người ta đi học, người ta dùng thời gian, người ta nghiên cứu sách vở, người ta nghiên cứu nội dung, người ta có cái kiến thức, còn mình không có học ngày nào hết trơn quý vị.
mình cứ đi thôi, mình mang cái tư tưởng gì của mình nói trời nói đất, xong mình bắt đầu mình đi mua cái bằng đó. Tao có cái bằng đó, cái bằng của tao là cái bằng thạc sĩ đó, bằng giáo sư đó, rồi bắt đầu là ăn gọi là giống như là hại cả đám luôn. Bây giờ mà mấy ông này mình đi vô làm giảng viên đại học là chết luôn anh chị, tại vì chính bản thân của các ông này là sử dụng cái bằng giả rồi, các ông này đã không trung thực, không có kiến thức rồi, đã không có kiến thức sử dụng bằng giả, không có đạo đức mà đứng lên làm giảng viên đi dạy cho người ta nữa, thì cho ra nguyên một cái gì anh chị, một lớp anh chị rất là biết bao nhiêu lớp mà họ đứng lớp họ dạy là tiêu đời rồi. Chứ cái xã hội bây giờ nó tan tành là như vậy đó. Rồi bây giờ anh chị, rồi cái việc mà ly hôn rồi giấy tờ mà xác nhận anh chị, ở Việt Nam thì có những cái vụ ly hôn giả, ở Việt Nam ly hôn giả bắt đầu là giấy tờ giả, cái bắt đầu có những người giống như Dương nè đi ra nước ngoài, cái bắt đầu là những cái cơ quan mà bên di trú ở nước ngoài nó coi nó xét cho, nó sợ mình làm giả, rồi bắt đầu nó yêu cầu mình và những cái giấy tờ đó nó không đủ điều kiện phải gửi về Việt Nam đóng lại, hoặc là phải mua vé máy bay đi về Việt Nam làm lại cái hồ sơ đó đó anh chị. Nó đâu phải chuyện đơn giản đâu, và tốn tiền tốn bạc nữa. Còn những cái quốc gia bên ngoài này, đặc biệt ở Na Uy mà Dương biết, trời ơi, cái giấy tờ của nó anh chị không có cần phải chỉ cần photo thôi, chẳng có cần phải sao y công chứng cái cốc cốc khỉ gì hết. Tại vì cái loại giấy tờ của nó anh chị, nó có cái máy nhận diện hết nè, nếu mà nó làm giả là đưa qua máy nhận không có ra là biết liền, mà trước giờ tụi nó không có làm giả. Cho nên bây giờ nếu cái hồ sơ anh chị mà Dương làm hồ sơ bảo lãnh người thân của Dương ở từ Việt Nam qua, đối với cái hồ sơ bên Việt Nam anh chị là nó bắt dịch tùm lum, dịch thuật công chứng là sở tư pháp là bộ ngoại giao đóng dấu hùng bà lằng xèn hết. Còn bên đây những cái giấy tờ mà Dương ở bên Na Uy này mà Dương đưa về anh chị là chỉ cần photo thôi, chỉ cần photo bỏ vô cái hồ sơ thôi, không có cần phải ra ngoài chỗ Oslo cảnh sát mà đóng dấu dịch thuật sở này sở nọ, không có, chỉ cần photo thôi à, photo cái giấy đó bỏ vô hồ sơ cho có thôi. Anh chị thấy nó khác không? Còn Việt Nam là hùng bà lằng xèn, nào là photo, nào là sao y, nào là công chứng có dấu này dấu nọ, chủ này chủ kia. Ở bên đây không có cần chú vậy đó, nó đóng vậy xong là xong rồi, chỉ một lần vậy thôi, rồi muốn cần sử dụng cái giấy tờ đó đi nộp gì photo nó ra rồi đi nộp, rất là đơn giản, không có tốn nhiều thời gian của người dân, tại vì người ta làm anh chị đâu ra đó đàng hoàng, mà trước tới giờ cũng chả có ai sử dụng bằng giả. Ở bên đây nó có một cái cơ quan để kiểm tra cái đó mà anh chị, mà đưa vô bằng cấp của mình nó có một cái cơ quan để nó kiểm tra, nó lưu giữ ở đó, nó biết hết, là đưa hồ sơ vô nó gõ cái số người của anh chị là nó biết anh chị có bằng gì học ở đâu liền, cái thông tin nó hiện ra hết, gõ một cái là nó hiện ra hết. Còn bây giờ anh chị không có bằng, nó gõ cái số người của anh chị vô là nó biết anh chị không có bằng liền. Mà bên đây không có ai mà làm bằng giả như Việt Nam, đã làm bằng giả mà còn leo lên cao nó mới gớm chứ. Trời ơi, cái hệ thống của người ta mà gõ vô một cái anh chị người ta phát hiện ra được anh chị có hay không liền, biết liền, gõ ra biết liền. Còn này nó leo lên ngồi bao nhiêu năm, năm này qua năm nọ, nhiều chục năm sau mới phát hiện ra người đó không có bằng, mới phát hiện ra người đó có bằng giả. Người đó có đến trường học hay không, học bao nhiêu buổi, bên đây nắm hết cái thời gian anh chị học bao nhiêu buổi, anh chị thi như thế nào, anh chị rớt ra làm sao, anh chị đậu ra làm sao, nó nắm được hết. Thì lấy cái gì mà nó cho cơ hội để anh chị mà có bằng giả được? Mà tại sao mà đi du học mà ra bên nước ngoài không 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 học mấy cái này để về Việt Nam ngăn cản, bây giờ lâu lâu cái lòi ra ông chánh thanh tra có bằng giả nè, anh chị lên mạng anh chị coi nè. Đúng. Rồi cảm thấy mình khó chịu làm sao ha. Từ từ nha quý vị, Dương share cho quý vị coi. Để không thôi Dương nói là quý vị nói Dương tối ngày Dương nói chuyện tào lao không. Nè. Mấy hôm nay là cái ông này là nổi tiếng luôn nè anh chị, mà chánh thanh tra dùng bằng giả nữa, mình mở vô coi nó là cái gì. Nè, cái bài này được viết ngày 25 tháng 11 2021. Lào Cai, ông Đàm Quang Vinh chánh thanh tra tỉnh bị buộc thôi việc do dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Tối ngày 25 tháng 11, ông Phan Quốc Nghĩa, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết quyết định buộc thôi việc chủ tịch tỉnh ban hành một ngày trước. Trời ơi, cho biết quyết định buộc thôi việc được chủ tịch tỉnh ban hành một ngày trước. Lỡ mò vô ông chủ tịch tỉnh này chưa, cũng chắc gì ông có bằng nữa. Thiệt. Từ tháng 10, ông Đàm Quang Vinh bị đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét kỷ luật sau khi xuất hiện thông tin dùng bằng giả. Ông Vinh là ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư Đảng ủy Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai. Ngày 28 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai họp đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật ông Vinh do đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp. Trời ơi, Dương nói thiệt, ngoài không phải ông Vinh này không đâu mà Dương nghĩ còn nhiều lắm anh chị. Đó, mặt của ổng nè. Rồi đâu rồi, chạy mất tiêu cái mặt của ổng rồi. Còn nữa, bây giờ mà lên trên Google là anh chị mở ra anh chị sẽ thấy nhiều lắm bằng giả quá trời. Mà cái bằng giả không nói gì, nếu mà nó không gây ra cái hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội Việt Nam thì mình không có bàn anh chị. Nhưng nói với anh chị rồi, Dương là Dương đã từng đi học, mà cái ông thầy của Dương, Dương cũng không có dám mà để kiểm tra xem thật sự ra cái bằng của ổng. Ổng là giáo sư, ổng là giáo sư anh chị, mà ổng dạy mà ổng nói, ổng bắt những cái người học sinh khác là cũng phải có cái tư tưởng giống như ổng, cái kiểu giống như là Việt Nam thì không không được, không được có đa đảng. Việt Nam có đa đảng thì nó sẽ làm cho cái xã hội loạn, cho nên Việt không không Việt Nam không nên có đa đảng. Giáo sư triết học Marx Lenin, nghiên cứu triết học Marx Lenin mới chịu chứ. Mà Dương nói không được, phải đa đảng, làm gì làm phải đa đảng mới được. Đó, mà giáo sư bây giờ làm sao được? Tại sao mà có cái chuyện mà để bằng cấp giả nó lộng hành ở trong Việt Nam? Ai làm? Ủa bây giờ cái đảng Cộng sản Quang Vinh Hồ Chí Minh vĩ đại đụng tới đâu là banh tới đó. Bây giờ nói rằng là bây giờ Việt Nam nó dạy dạy Việt Nam nổ, Việt Nam nổ rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia có cái trường đại học nổi tiếng trên thế giới, có uy tín đồ này kia nọ phải không? Mà anh chị biết rằng ra nước ngoài, anh chị ra bước ra nước ngoài mới thấy được. Mà tụi Cộng sản Việt Nam nó cũng không biết nhục đâu, nó không biết nhục nhã, nó không biết xấu hổ, nó chay lì rồi anh chị. Ai nói gì nói, ai chửi gì chửi, kệ tao cứ làm, đúng sai gì tao cứ làm. Tao không cần quan tâm, tao cũng không cần biết tụi bay chửi tao như thế này. Tụi bay chửi tao thì tao có trả tiền cho cái lực lượng AK-47 nó chửi là tụi bay thôi. Đó, tao đã trả tiền rồi, tao lấy tiền của người dân, tao cho cái lực lượng AK-47 đó. Tụi bay lên, tụi bay nói đi, nó chửi là tụi bay. Tao đâu có cần phải tốn hơi tốn sức, tao làm cái chuyện khác. Nó đâu có quan tâm tới anh chị đâu. Mà bây giờ đặc biệt là những người mà mang cái bằng đại học ở Việt Nam đi ra nước ngoài mà sống đi, anh chị sẽ thấy học lại từ đầu đến đích. Đó, vì sao mà cái dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cái gì cũng giả quý vị? Ngày hôm nay cái gì cũng giả vậy? Hồ Chí Minh thì mình nghe rồi, mình thấy ổng không thật rồi đó. Không lẽ cái nguồn cơn lại nằm ngay ông Hồ Chí Minh nữa. Hồ Chí Minh có nhiều người nói Hồ Chí Minh đâu phải là người Việt Nam đâu. Hồ Chí Minh là một cái ông Hồ Quang, thiếu tá Hồ Quang của Tàu Cộng, không phải người Việt Nam. Cái ông Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam mà ngày xưa đi qua Hồng Kông bị bệnh trong nhà tù chết rồi. Rồi sau này tụi Cộng sản Trung Quốc nó mới thấy vậy, nó mới cài ông Hồ Quang vô, giả là Hồ Chí Minh. Cho nên có một thời gian dài là Hồ Chí Minh đã sống trong hang Bác Bó mấy năm trời để học tiếng Việt. Anh chị thấy bây giờ người Việt Nam á, cái tụi Tàu nó qua Việt Nam nó nói tiếng Việt còn hay hơn người Việt Nam nữa. Anh chị có nhớ một cái video clip của một cái cô hướng dẫn viên là người Tàu không? Hướng dẫn du khách đi qua bên Việt Nam đó, nói tiếng Việt mà mình nghe vô mình tưởng người Việt Nam không đó. Nhưng mà hỏi ra mới biết được rằng là cô ta là người Tàu. Thì Hồ Chí Minh cái lúc đó anh chị người ta nói không tin mình cũng phải tin. Cái mặt của ông Nguyễn Ái Quốc á, với lại cái mặt của ông Hồ Chí Minh giờ đâu có giống nhau quý vị, nhìn không có giống nhau. Nhưng mà mình bây giờ lịch sử nó nói vậy, bây giờ phải có những cái nhà nghiên cứu khoa học họ xác nhận cái điều này thì mình mới có cơ sở mình nói. Nhưng mà bây giờ phải Hồ Chí Minh là người sự thật không? Sự thật mà sao giờ cái đảng Cộng sản Việt Nam là đụng vô tới đâu cũng giả hết vậy? Bằng giả, ở cảnh sát công an giả, bác sĩ giả, y tế giả, giáo viên giả. Anh chị có nghe vụ mà công an giả đi mà công an thật đi bắt công an giả gì không? Nghe mà anh chị đọc một hồi là anh chị rối loạn đội hình luôn. Giả. Rồi có một giai đoạn là một số nhân vật chính trị gia mất rồi, chết lâu rồi nhưng mà họ vẫn dựng nên những cái nhân vật chính trị gia. Họ đứng đó họ nói một thời gian sau đúng ngày đúng giờ mới mất. Rồi họ cái chết của Hồ Chí Minh anh chị, mất là cái người nói là mất ngày 3 tháng gì, 3 tháng 9. Thì nhưng mà thực sự ông Hồ Chí Minh không phải mất ngày 3 tháng 9 mà là ngày 2 tháng 9. Đó. Rồi giả cái gì nữa? Hồ Chí Minh là người gì, có vợ, có con. Rồi qua bên Trung Quốc cũng có con, mà rốt cuộc nói Hồ Chí Minh là không có vợ, không có con, là sống cả một cái cuộc đời thanh sạch, lại giả nữa. Rồi Hồ Chí Minh đâu phải là một cái người yêu nước đâu. Cái người mà giết người, ám sát, hại người ta, giết ân nhân của mình, lại bây giờ sách lịch sử thì lại khen ngợi Hồ Chí Minh, rồi lại giả nữa. Giả trân vậy đó, cho nên bây giờ anh chị cái việc mà làm bằng cấp giả, nó cũng dễ hiểu quá anh chị, tại vì cái khởi nguồn của nó, cái nguyên thủy của nó là nó đã giả rồi. Nó giả mà ngày hôm nay nó mà cái chế độ cộng sản nó bắt người dân phải học cái sự giả này.
nó bắt người dân phải học cái chủ nghĩa Mác Lênin. Cái chủ nghĩa Mác Lênin là ở thế giới nó dục rồi quý vị. Có những cái tượng anh chị nó bỏ rồi, tượng Lenin anh chị nó đập xuống mà nằm gục cái thương anh chị, cắm đầu cắm cổ, dân nó đập bể đầu luôn. Còn Hồ Chí Minh ở Việt Nam thì còn học thôi, người dân Việt Nam học cho nên người dân mới khổ, mất hết cái quyền con người. Mà học cái gì anh chị, vô nói từ đầu đến đuôi là bây giờ Hồ Chí Minh là bây giờ 50-60-70% Hồ Chí Minh là giả rồi, phải không? Hồ Chí Minh là giả rồi, rồi bây giờ cái gì giả nữa? À, bây giờ thông tin mà Hồ Chí Minh đi ra nước ngoài, mà Hồ Chí Minh đi du học để mà học hỏi, để mà mang những cái văn minh về Việt Nam áp dụng, có văn minh không? Mang cái chủ thuyết cộng sản quốc tế về Việt Nam có văn minh không? Đâu có văn minh đâu, là một cái giả. Rồi bây giờ nói Hồ Chí Minh là một cái người nói 29 thứ ngôn ngữ, có thật sự Hồ Chí Minh nói được 29 ngôn ngữ không? Trời đất ơi, nói tiếng Việt còn dấp lên dấp xuống, nói tiếng Việt mà cầm tờ giấy đọc mà còn cà lâm lên cà lâm xuống, mà nói 29 ngôn ngữ là thêm một cái giả nữa. Rồi bây giờ nói gì UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, thật sự đâu có công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới đâu, lại thêm một cái giả nữa. Rồi ông gì ông Phạm Văn Đồng cũng nói 1 ký rau muống dinh dưỡng bằng 1 ký thịt bò, thật sự 1 ký rau muống bằng 1 ký thịt bò không, dinh dưỡng bằng không, đâu có bằng đâu. Rồi giả nữa, giả trơn giả đều hết. Cho nên ngày hôm nay á, tại sao mà anh chị thấy bằng cấp, ngay cả những người đứng lớp giảng dạy mà cũng có bằng cấp giả. Rồi bằng cấp giả thì hậu quả là sao anh chị, cho ra những cái thế hệ làm sao, những cái học trò không có đạo đức, đánh thầy chửi thầy mắng thầy, tại vì bản thân ông thầy đâu có sạch đâu có đàng hoàng đâu, nó đánh nó chửi nó mắng lại. Rồi bây giờ những người mà tài xế xe không có bằng thì sao anh chị, bằng giả thì sao, đi mua bằng mà dễ quá mà anh chị đâu có hiểu được luật lệ giao thông nào đâu, tới lúc đó phải làm gì đâu, đâu có biết đâu, vậy cứ chạy thôi. Kỹ năng xử lý này kia nào không có thì cứ mua bằng giả leo lên cứ mà đạp thôi, mà chạy chạy đạp 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 đạp, cứ đạp ga chạy hoài luôn anh chị. Bắt đầu là tới đèn xanh đèn đỏ, tại vì đạp ga thắng, đạp thắng thì dừng lại, thì không đạp thắng là đạp ga nhào vô càng qua lên người ta dựng đèn xanh đèn đỏ luôn, thì gây ra rất là nhiều vụ tai nạn giao thông, rất là nhiều. Chạy lạng qua lạng lợi, nhậu say nhậu xỉn, luật lệ thì không nghiêm khắc, đó, uống rượu bia vô lái xe đụng ta gây chết người rất là nhiều. Bằng giả đó, tài xế bằng giả, giáo viên bằng giả, đại biểu quốc hội bằng giả, cán bộ bằng giả, ai. Nhưng mà trong cái giai đoạn này trời, Dương khổ với quý vị, cho Dương biết cái chế độ trước có bằng giả không, cái chế độ cũ có bằng giả vậy không. Trời, Dương thấy chế độ cũ hay lắm anh chị, coi về cái cách giáo dục của người ta hay vô cùng, nó lại nói mình là ba que ba sọc nữa. Cái chế độ cũ nó có bằng giả nhăn nhản như thế này không? Cho nên tại sao mà những người mà ở nước ngoài mà họ sống cái chế độ cũ, họ nói trời ơi, bây giờ cái xã hội nó tan hoang hết rồi, nó hư hết rồi. Tại vì bây giờ họ nhìn thấy rõ được, họ so sánh được giữa cái chế độ trước với chế độ này, họ thấy cái lỗ hổng nó nằm ở chỗ nào, họ thấy cái sự sai nó nằm chỗ nào, cái sự tụt hậu, cái sự thụt lùi của nó nằm ở chỗ nào, người ta nhìn rất là kỹ, rất là rõ giữa cái chế độ trước và chế độ sau. Còn Dương là Dương nhìn thấy chế độ sau, Dương không có nhìn thấy chế độ trước đâu. Dương chỉ nhìn thấy qua phim ảnh thôi, qua những cái bài báo, qua những cái video clip thôi. Còn trực diện thì Dương đâu có thấy. Còn những người sống chế độ cũ là họ thấy rõ luôn. Họ sống chế độ trước, những người sinh năm 1955 giờ họ vẫn còn sống. Những người sinh năm 1955 là đến năm 1975 là họ nhiêu 20 tuổi. 20 tuổi rồi. Phải không? Đúng không quý vị? 65, 75, 55, 65, 20 tuổi. Đến năm 75 cộng sản vô là 20 tuổi. Những người sinh năm 1950 giờ còn sống không? Sống nhiều Việt Nam chứ. Sống nhiều luôn. Giờ bây giờ họ, những người sinh năm 1955 giờ họ 6 mấy tuổi rồi. Họ 66 tuổi rồi. Họ vẫn còn sống, những người 70 tuổi họ vẫn còn sống nước ngoài. Và họ nhìn rất là rõ. Và may mắn thay là Dương gặp những cái con người này, những người bác, những người chú này, họ cho biết thì Dương mới mạnh dạn Dương nói cho Dương đâu nhìn thấy. Và cái chủ trương của tụi cộng sản là gì, nó chờ đợi, nó tuyên truyền để chờ đợi những lớp người sống ở chế độ cũ chết hết đi thì không còn ai nhắc cho tụi trẻ nhớ nữa. Tụi trẻ bây giờ nó học với chế độ cũ chứ học với chế độ mới này nè, tao tuyên truyền rồi, 46 năm tao tuyên truyền rồi, ít nhiều ra những cái đứa trẻ bây giờ bị tuyên truyền bị nhồi sọ rồi. Bây giờ là chỉ cầu mong những cái lớp người họ sống với chế độ cũ đó, họ chết hết đi, là sự thật sẽ tiếp tục được che giấu, tiếp tục được che giấu nữa. Nhưng mà xui quá trời, không biết sao lòi ra mấy cái đứa này, không biết lòi ra mấy cái con nhỏ này, nó lên nó nói quá trời quá đất vậy. Nhưng mà làm cũng không có lợi tụi nó quý vị, tại tụi nó nắm truyền thông rất là mạnh,
Nhưng mà chứ nó bây giờ quý vị cứ tuyên truyền đi, nhưng cái hậu quả đó để lại là ai gánh? Người dân Việt Nam gánh, cái đất nước Việt Nam sẽ gánh, cái dân tộc Việt Nam gánh. Mà gánh rồi thì sao? Ra đường mà nghênh ngang mà hãnh diện với bạn bè thế giới được không? Đâu được. Rồi mấy người chính trị gia ra nước ngoài người ta xem thường. Mày lãnh đạo gì mà để đất nước nước mày nghèo như vậy? Nó nói mày dở. Mày lãnh đạo mà mày dở, mày chính trị gia mà cái đất nước mày càng ngày càng nghèo là mày dở. Nó cười khinh vô những các vị chứ ai? Người ta cười khinh vô các cái chính trị gia Việt Nam. Trừ khi nào mà các vị uống thuốc chống nhục rồi thì quý vị mới không có biết thấy nhục khi mỗi lần người ta nói. Chứ còn mà quý vị mà giống như bình thường, giống như người ta nói là xấu hổ chết đi được, mắc cỡ chết đi được. Mà tại sao quốc gia của người ta hả, làm tới đâu là uy tín tới đó, giấy tờ nó chắc chắn tới đó, không có dám mà giả mạo giấy tờ bao nhiêu. Việt Nam giả mạo liên tục, từ lãnh đạo là giả mạo giấy tờ theo kiểu lãnh đạo, chia hả, chia chác lẫn nhau hả, che đậy lẫn nhau. Tại sao vậy? Tại sao mà một cái quốc gia mà lúc nào cũng gọi là đảng lãnh đạo tài tình, đảng lãnh đạo sáng suốt, Việt Nam ngày hôm nay là khẳng định cái thương trên uy tín trên thương trường quốc tế, mà rốt cuộc bằng cấp đi ra nước ngoài người ta trả về, người ta kêu phải phải xác nhận lại một lần nữa, đóng dấu một lần nữa. Người ta đâu có cần chửi anh chị đâu, ở nước ngoài người ta mới cần chửi sỉ vả gì anh chị. Cái việc anh chị làm giả tôi không tin, thì tôi bắt anh chị phải làm lại thì anh chị mất thời gian thôi. Ở Việt Nam lãnh đạo đã quan tâm mà, thì người ta yêu cầu thì mày làm, phải đâu yêu cầu tao đâu, tao làm lãnh đạo kệ tao, còn dân bị sao kệ dân. Đó là cái cách của Đảng Cộng sản Việt Nam nó làm đó quý vị. Ai dung túng, ai tạo điều kiện cho bằng cấp giả nhan nhản trong xã hội. Làm bác sĩ mà bằng cấp giả thì kể như là bệnh nhân tiêu tụng. Làm thanh tra cảnh sát mà bằng cấp giả thì nạn nhân, những cái người bị bắt vô, người ta không có tội thì cũng sẽ trở thành có tội, bị đánh đập, bị tra tấn, bị bức cung. Những người giảng viên đại học mà không có bằng cấp thì dạy ra cho một cái thế hệ không có đạo đức, không có nhân cách, không có trình độ, không có kiến thức gì hết, sáo rỗng. Cha mẹ không có trình độ, cha mẹ không có kiến thức, không có hiểu biết, dạy ra những cái đứa con dốt, đâu có trình độ kiến thức gì đâu mà để dạy con đâu quý vị. Nói nặng như vậy nhưng mà thuốc đắng thì giả tật và như vậy. Bây giờ đi vô học, học người ta đã bằng gì lý luận chính trị cao cấp, bằng lý luận đảng để làm mẹ gì. Anh chị đi học làm bác sĩ mà anh chị không học để anh chị biết cái cách thế nào là phẫu thuật, cầm dao cầm kéo cắt làm sao, mổ làm sao, anh chị ra anh chị mua cái bàn, cái chị vô anh chị cầm kéo chị rập bụng người ta ra. Anh chị cũng làm bác sĩ, có cái bằng bác sĩ rọc bụng người ta. Bác sĩ người ta học hành đàng hoàng, người ta biết làm sao cắt mổ làm sao, cầm máu làm sao, cắt chỗ nào, may vá làm sao, phải không? Cứu sống con người thế nào, làm gì. Còn bác sĩ mà mua bằng là vô là cứ đè người dân ra mổ ra cắt không thôi, thì thấy cái nó nguy hiểm không? Còn cảnh sát của người ta đó mà có nghiệp vụ đào tạo qua trường lớp hẳn hoi bài bản, người ta kiến thức, người ta biết người ta sẽ làm gì trong cái quá trình mà người ta lấy cung, người ta điều tra. Còn công an Việt Nam, cảnh sát Việt Nam là mua bằng mà anh chị cứ chào vô quất đòi đập, và họ nghĩ quất đập đau quá người ta khai, và người khai mang khai giả, ai là người thiệt thòi? Người dân Việt Nam thôi. Tội người dân Việt Nam ghê nơi đó. Ai bây giờ câu hỏi là ai đã tạo điều kiện cho bằng cấp giả nhan nhản trong xã hội? Đừng có nói những con người tham, những con người tham này sống trong xã hội nào, những con người không trung thực này sống trong cái chế độ nào, cái chế độ cũ nó có không? Tại sao chế độ này nó có? Mà tại sao Đảng Quang Vinh Hồ Chí Minh vĩ đại mà để cho những cái chuyện này nó xảy ra? Lạ quá vậy. Tôi hỏi ai? Nguyên nhân vì sao mà ngày hôm nay nó phổ biến như vậy, bằng cấp giả khắp nơi, trong mọi ngành nghề luôn? Trả lời cho những cái tụi trẻ tụi tôi đi. Tôi ngồi trong quốc hội mà để một cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do chất vấn, mà tôi hỏi không thành, không sót một cái vị đại biểu quốc hội nào. Đừng có cho tôi còn trẻ nha, tôi hỏi là cho ra luôn đó. Tôi không có bỏ qua đâu. Còn anh sai là đưa qua bên hành pháp giải quyết anh. Không có vị tha vậy, để cho anh chừa, để cho anh tránh, để noi làm gương cho những người khác. Làm đúng đi là không bao giờ sợ bị trừng trị. Còn anh chị đã có cái máu tham rồi, anh chị ác rồi thì đưa qua tư pháp, đưa qua hành pháp để xử anh chị, để làm gương cho những người khác. Đừng có những cái tư tưởng, có những cái ý mà giống như cướp đoạt hay là làm sai, làm ảnh hưởng tới cái quyền sống của người dân. Thiệt, dù mà ngồi trong quốc hội dùng chất vấn cho ra luôn, chứ không có trả lời, mà trả lời cho rõ ràng. Trả lời không rõ ràng là mệt đó. Chứ còn trong quốc hội dân ngồi dân coi mấy cái cuộc họp trong quốc hội anh chị, hỏi rồi xong bắt đầu để đó, xong mới bắt đầu bà chủ tịch quốc hội bấm đưa qua, bà chủ tịch quốc hội quyết định là cái người kia có trả lời hay không.
Ông dưới đây cử tri hả, đại biểu quốc hội ở dưới đây chất vấn, ở trên là bà chủ tịch quốc hội quyết định là người ta trả lời hay không trả lời làm sao. Rồi bắt đầu có những cái câu hỏi mà hỏi không có câu trả lời luôn quý vị, trả lời ấm ớ, trả lời cho qua thôi. Thì xã hội nó tệ là vậy thôi. Tuổi trẻ tụi tôi có khả năng không? Trời ơi, 18 tuổi là có quyền công dân rồi. 18 tuổi là có quyền công dân, chịu trách nhiệm của mình trước mọi hành vi, trước pháp luật rồi. Mà còn nói con nhỏ thì còn nít ranh của trong suy nghĩ của quý vị thôi. Còn những quốc gia phương Tây 18 tuổi, ê, mày 18 tuổi mày đi ra đi mở đi nha. Mày đi mướn nhà đi, mày đi chịu trách nhiệm, mày đi mướn mượn tiền ngân hàng mày học đi nha. Lo hết tất cả mọi thứ nha. Cha mẹ là lo tới 18 tuổi là đủ rồi đó. Bây giờ là tự lo bản thân lo lấy đi, chịu hết tất cả mọi thứ, học hành, vợ con, gia đình là phải tự quyết định hết. Chẳng có ai mà họ quyết định thay cho hết á. Cho nên ở Việt Nam mới có cái tư tưởng mày con nít ranh, mày biết gì, trong khi người ta già như trái cà rồi, sắp làm bà nội tới nơi rồi, vẫn còn mày là con nít ranh đó. Bây giờ một câu đơn giản tôi quay lại tôi hỏi, ai tạo điều kiện cho có bằng cấp giả nó nhan nhản, trong cái ngành nào cũng có, trong cái nội, trong cái đảng viên quốc hội có đó, có chứ đó. Rồi cái gì nữa, trong công an, trong ngành nghề công an, trong cái ngành nghề bác sĩ, trong cái ngành nghề giáo dục, trời vô bằng cấp khắp nơi luôn, ai chịu đời cho thấu. Rồi cái xã hội nó tệ như vậy, cái lên tiếng nó nói mình phản động chống phá, cái thế lực phản động lưu vong. Rồi những người đảng viên á, thì họ thấy đại biểu quốc hội họ thấy điều không ổn, bắt đầu là đã chủ tịch quốc hội ông xin lỗi anh chị, ông tổng bí thư đảng trung ương đảng cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng nói tránh, là có nghĩa ngăn lại cái chuyện mà những cái người đại biểu quốc hội tha hóa về tư tưởng, suy đồi về đạo đức, rồi tránh cái việc mà về chống lại diễn, chống diễn biến, chống chuyển hóa vậy. Làm cái gì mà tối ngày cứ đảng quang vinh rồi để bằng cấp xảy ra khắp nơi, và cái hậu quả là những người dân nghèo vì họ tin đảng, họ tin những người lãnh đạo, mà đến ngày hôm nay là họ hứng đủ hết, ai mà chịu, thấy không? Nói thì một hai chụp mũ cho phản động, mà tụi tôi đòi câu trả lời rõ ràng hợp lý thì không trả lời được. Dùng cái quyền lực của mình để mà giống như là hả, đi tấn công, đi đàn áp những người mà họ đặt những câu hỏi thôi, trong khi còn đòi hỏi câu trả lời một cách rõ ràng nhất thì quý vị không trả lời. Quý vị đâu có coi người dân là con người đâu. Sống với cái chế độ mấy ông lãnh đạo người dân chẳng khác gì một cái con vật mà tệ hơn con chó nữa. Tôi nói thiệt, tệ hơn con chó nữa. Cho nên trả lời cho tụi tôi đi, những cái thế hệ trẻ nè, trả lời lý do vì sao bằng cấp nó nhan nhản ở trong bộ công an, trong đại biểu quốc hội, trong bộ công an, trong bộ y tế, trong bộ giáo dục. Đòi hỏi gì, để đòi hỏi nó phát triển hả? Phát triển văn hóa, văn minh nữa. Trời ơi, còn lâu lắm. Cho nên nó ngồi đó đi, ngồi đó thêm vài chục năm nữa đi, cái đất nước Việt Nam nó te tua luôn. Đừng nói mốt làm nó qua mặt không biết biết nhục. Mình cứ nói là uống thuốc chống chống nhục mà đâu có biết nhục đâu quý vị. Đó. Cái đề tài này là hỏi, đặt câu hỏi và trả lời đi, nhất là những người bạn trẻ tự đặt câu hỏi và tự trả lời, đừng có bên Hồ Chí Minh, đừng có bên Đảng được. Coi kiểm tra kỹ coi có phải Hồ Chí Minh nói được 29 thứ ngôn ngữ. Các bạn có bao giờ nghe Hồ Chí Minh nói được những cái ngôn ngữ gì? Pháp, Anh, Việt Nam, rồi gì nữa? Có nghe ông nói những cái tiếng khác không? Xạo xạo, 29 thứ ngôn ngữ, giờ đẻ ra một bọn con cháu của mình xài bằng giả không? Thì ổng cũng xài bằng giả thôi, ổng cũng xạo, UNESCO nào công nhận ổng là danh nhân văn hóa thế giới đâu, có đâu. Cho nên việc sử dụng bằng giả là chuyện bình thường, phải không quý vị? Quý vị phải không, phải không quý vị? Nếu mà đúng cho em một cái like nha quý vị. Trời ơi, bây giờ em lại tiếp tục nè quý vị. Làm chương trình xong rồi ba sao quý vị biết không? Em phải đi ra đường. Dạ, nó chuẩn bị đối mặt với cái lạnh ở ngoài trời nè. Đi để cho bọn dư luận viên nó hài lòng, nó thỏa mãn nó. Nó mày bên đây mày xứ lạnh mày sống cho mày chết mày luôn đi. Để coi tôi có chết không? Tôi có chết vì lạnh không hay tôi chết vì tức, nhưng mà tôi cũng mong tôi đừng có chết vì tức nữa quý vị, chết vì tức ngu lắm. Sống với cái chế độ cộng sản Việt Nam mà thấy cái tụi nó làm, thấy cái cách mà gọi là cán bộ đảng viên Việt Nam nó làm mà cũng tức muốn điên loạn lên quý vị. Dạ rồi quý vị, ngày hôm nay là Dương làm cái video clip này, Dương hỏi là tại sao để cho cái bằng cấp giả nó nhăn nhản ở trong xã hội đó. Dương chờ câu trả lời nha. AK47 có ngon thì vô bình luận nói lại giải thích cho tôi vì sao, chứ đừng vô chửi nghe, chửi tôi khóa đó, chửi tôi xóa bình luận đó. Tôi đọc tài là vậy, tôi yêu cầu giải thích cho tôi, giải thích rõ, tôi nói chuyện đàng hoàng có lý có tình. Còn vô mà chửi này chửi nọ, không con nhỏ đó làm gái học và học lớp 3 mà đặt nói chuyện chính trị. Kiếm kiếm cái ông lãnh đạo nào học lớp 3 nói chuyện chính trị giống như tôi đó. Thậm chí nếu mà người ta học lớp 3 cũng được, nó học lớp 3 mà người ta học thực sự cần hơn mấy ông nội đi mua bằng giả biết nhục. Nó nói mình học lớp 3 chỉ nói chuyện chính trị, còn đối với nó đội cái những cái thứ giả lên trên đầu, nó đội Hồ Chí Minh nói 29 thứ ngôn ngữ lên trên đầu, nó biết xấu hổ, nó đội những người bác sĩ mà mua bằng giả nó vô hổ bụng thì bà nội nó luôn đó. Dạ thôi, nhưng xin dừng lại nha quý vị, quý vị thấy em có đẹp không quý vị?
Dương giỡn giỡn chút xíu anh chị thì cái nội dung cũng đã đủ rồi, thì Dương hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip sau nhé. Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị.